cốt nhục của anh Lâm. Bây giờ mày lại tính giúp thêm con của anh Lâm nữa hả? Mày như thế nào thì tao không quan tâm, nhưng mà con anh Lâm thì phải được nuôi dạy khôn lớn. Giặt đồ hả? Ê anh kia, có bị điếc không? Chị quế cơ mày kìa. Nó thích giặt đồ đến vậy á thì đưa đồ cho nó giặt đi. Giặt đi, nhớ giặt cho sạch đó. Đồ này tôi giặt rồi mà. Nhưng mà tao thấy chưa có sạch, nó còn mùi lắm. Là mùi dơ bẩn của mày đó. Cô đừng có quá đáng nha. Cô không phải là ổ xin của mấy người đâu. Tao kêu mày làm á thì mày phải làm. Vô đây á chưa có là gì đâu. Giặt xong á thì đi ra ngoài quét sân. Quét xong thì về phòng tao dọn dẹp. Phòng tao là phòng VIP, luôn phải sạch sẽ, biết chưa? Sao? Thấy tủi nhục khổ sở quá hả? Ngày xưa mày chịu làm vợ Gia Bảo thì bây giờ đã là phu nhân của cục phó rồi, đâu phải sống khổ sở như chó như thế này đâu. Như đây á chỉ mới là mở đầu mà thôi, còn nhiều niềm vui đang chờ mày lắm. Tao nói cho mày biết, ngày nào mà con Quế này còn sống á, tao sẽ không để cho mày yên ổn một ngày nào đâu. Tao sẽ cho mày hiểu cái cảm giác như thế nào là sống không bằng chết. Nghe rõ chưa? Nghe chưa mày? Đáng lẽ giờ này mày đã thay thế tao tiếp quản cái thiên địa hội này, nhưng giờ thì hết rồi. Sống vì tình làm cái gì? Tôi để rồi bây giờ mất hết, rất tiếc. Bố, con có tin vui muốn báo cho bố nghe nè. Tin gì? Con đã lấy được khu phố Tàu rồi. Bây giờ á tụi mình sẽ bán hàng bên đó mà không cần đóng thuế, tha hồ mà bung. Ra lắm. Thôi vậy tối nay dắt anh em đi chơi một bữa cho nó đã đi. Dạ. Sẵn đây con có một chuyện muốn báo cho bố nghe. Nói đi. Con biết á, anh Lâm là người bố thương nhất. Cho dù anh có lỗi lầm như thế nào thì bố cũng tha thứ và chọn anh là người kế vị, và xem anh như là một người số một. Nhưng tiếc quá, anh chết rồi. Còn bố thì càng ngày càng già yếu, cũng gần đất xa trời. Theo con nghĩ, bố nên nhanh chóng chọn ra người kế vị ngay bây giờ. Theo như mày, ai là người xứng đáng thay thế cái chỗ của tao? Trong thời gian qua con đã cố gắng chứng minh năng lực của mình cho anh em thấy. Các khu chợ, các quán bar và những khu khác, chỉ có duy nhất con mang về cho thi địa hội thôi. Con nghĩ không ai xứng đáng kế vị bố ngoài con đâu. Cái đó là mày nghĩ, chứ theo tao là nghĩ khác. Thằng Lâm dù có chết đi chăng nữa, ngôi vị của tao cũng không có giao cho mày. Tao đi giao một thằng khác. Tại sao hết lần này tới lần khác ông đều bác bỏ những công lao của tôi? Tôi đã sống hết mình vì thiên địa hội mà. Tại sao? Tại tao là người đứng đầu ở đây. Tao muốn ai lên thì người đó lên,
Tao muốn ai xuống thì thằng đó xuống. Mày hiểu chứ? Mày có những cái rất hay, nhưng có những cái mà thằng Lâm có, mày không bao giờ có. Tâm à, Tâm à, mà đi về, đi dậy đi. Nếu như ông yêu thương thằng Lâm như vậy, thì tôi sẽ cho ông đoàn tụ với nó. Thời này là của tôi, củ ca. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. À! Gì vậy? Đây là chợ cá hả? Hợp chợ nông thôn hả tụi em? Trời đất ơi! Mama! Xích ra coi con. Ôi trời, má xin lỗi con nha. Con không có la em về tội nghiệp. Mấy em làm về khuya, nghỉ muộn. Mấy em mệt mỏi mà con la vậy mấy em buồn sao con? Chứ nó ồn ào như vậy kìa mama. Mấy em ồn, con la má đi nha. Con la má đi, tại vì má là má của tụi nó, má không biết la tụi nó. Được không? Mình là chị mình phải điềm đạm cho mấy em nó học theo. Ngồi nghe ngắn lại nghe tụi nè. Tụi con à, cứ như thường lệ á, thì cứ mỗi 2 năm ở Lan Quế Phường này sẽ tổ chức ra một cuộc thi đệ nhất kỹ nữ. Mà chỉ có những kỹ nữ nào á có được cái tư cách và cũng như là kỹ năng đủ để có thể tham gia được thì mới được tham gia với các con. Đúng vậy. Còn những kỹ nữ mà đã không có nhân cách như mama thì chỉ có ở nhà mà thôi. Cái con này tới không được ở nhà mày. Đúng mà. Như mày mới là không có đủ nhân cách đó. Thì chúng ta đều là hai người không có nhân cách. Xích ra mày. Má khác mày khác chứ. Tụi con, nhưng mà yên tâm đi, tất cả mọi người đều có thể tham gia được. Tại vì còn 3 tháng nữa chúng ta mới có thể bắt đầu cuộc thi. Nên trong thời gian đó tha hồ tụi con có thể rèn luyện kỹ năng, cũng như là trau dồi thêm cho cái tư cách của mình ha. Má, đệ nhất kỹ nữ lần này không ai xứng đáng hơn chị Quế nữa. Con gái nói cũng có phần đúng nhưng mà chưa có chính xác. Tại vì còn 3 tháng nữa tụi con sẽ trau dồi nhiều thứ để chưa chắc được đứa nào sẽ là đệ nhất kỹ nữ. Nhưng mà má nói để tụi con có sức để cố gắng nè. Khi mình đã là đệ nhất kỹ nữ thì ngoài cái chuyện tiền tài tụi con có thì trong tay tụi con sẽ có nắm rất là nhiều quyền lực. Và đối tượng khách của các con lúc đó không phải là người bình thường, mà là người cao cấp, là người có địa vị trong xã hội. Và nếu như may mắn thì đệ nhất kỹ nữ sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình. Em nó chưa có hiểu kìa. Là hết làm gái đó mấy má. Đúng. Không có thằng Lâm đây, mình chơi vui vẻ và thoải mái ha. Má anh nè, ba của anh sắp đề anh lên làm phó cục trưởng phải không? Ba của tao đang dùng tiền mua chuộc cái mối quan hệ để khi ông về hưu tao lên ngồi cái ghế cục trưởng luôn. Chúc mừng anh nha, con của quan sắp được làm quan rồi. Được rồi, tối nay mấy em đi tầng 2 với anh luôn nha. Anh muốn đi mấy tầng, em chịu anh mà. Vậy mới ngoan chứ. Cái thằng này
Uống mới có mấy ly mà xỉn rồi mày. Chán mày quá. Kêu người đem vô dọn đi. Mấy em ơi vô dọn. Dạ. Ủa? Ai đây? Vợ của anh đó phải không? Sao mày tàn quá vậy? Làm vợ của tao sung sướng mày không chịu. Mày đi vô đây để cho thằng này thằng kia chơi mày. Mày đam mê với làm gái hả? Ba mẹ mày dưới mồ chắc là hãnh diện lắm, chết không nhắm mắt đâu. Còn thằng Lâm, nó sẽ hối hận khi đã chết thai cho mày, đồ con điếm. Tao nghĩ nó chắc nó thấy cảnh này nó không đầu thai được đâu. Thằng chó, cũng tại mày mà tao bữa nay ông nổi như vậy. Hôm nay tao quyết liều phản với mày. Mày la đủ chưa? Mày chửi đủ chưa? Chửi tiếp đi. Nếu không chửi nữa thì tới tao. Mày với nó đúng là cá mè một lứa, đều muốn giết tao. Nhưng mà đâu có được, nếu không nó đâu có chết. Hôm nay tâm trạng tao vui, nên là tao không muốn giết mày, giơ tay tao. Tao để cho mày sống nhục như một con chó. Từ từ tận hưởng đi. Về tụi mày. Lão đại cũng đã mất. Thiên địa hội cần phải tìm ngay ra người cai quản. Khi hay tin lão đại mất, chắc chắn phê pha hội cũng sẽ cho người sang quấy phá công việc làm ăn. Chú thấy tình hình như vậy là không ổn. Cứ cái đà này, anh em trong ban hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chú nói vậy thì chú lên nắm luôn đi. Chú đã theo lão đại đã nhiều năm rồi mà. Thôi, tao chỉ lo mấy cái việc lặt vặt thôi. Lên nắm ban để làm cái gì? Tôi thấy cụ ca lên nắm là hợp lý nhất. Anh Lâm bỏ đi, lão đại bị bệnh mà qua đời, những chuyện trong ban cụ ca đều làm hết. Đúng rồi, tôi thấy cái ghế này chỉ có anh cũ là xứng đáng lên ngồi nhất thôi. Mới làm được có tí chuyện mà đã lên làm đại ca rồi. Ý anh là sao, Sơn Sẻo? Tao nói vậy đó, thằng Củ Ca nó chưa làm được gì cho ban hội mà đòi lên nắm thiên địa hội thì ai mà phục. Anh đã làm được gì chưa? Củ Ca đi theo Lâm Ca đã nhiều năm, Lâm Ca làm ăn lên cũng giờ một phần của Củ Ca. Tao không nói chuyện của thằng Lâm,
Tao nói thằng cũ. Nè, gần đây nhất, xóm Củi, Chuồng Bò, 3102, cạn 32, ai lấy về cho bán? Có phải một tay anh cũ không? Thôi được rồi, nếu như thằng Sơn Sẹo không phục thì cứ chiếu theo lực ban hội cũ mà làm. Cũ và thằng Sơn sẽ tay đôi tranh tài cao thấp, ai là người thắng cuộc sẽ nắm quyền tiếp quản thiên địa hội. Tao không dân nhượng cho thằng Lâm đâu. Mà nghe nói vợ mày đang có thai đúng không? Chơi thôi. Nếu mọi người thống nhất để thằng Cửu nó lên thì nó cứ làm đi. Tao không giành đâu. Thôi được rồi, nếu như hôm nay tất cả các anh em trong ban hội không ai còn có ý kiến gì nữa thì Cửu ca sẽ là người tiếp quản thiên địa hội. Anh tới đây làm gì? Anh tới để thông báo cho em một tin vui. Anh đã là người đứng đầu thiên địa hội rồi. Đứng đầu? Một người như anh mà cũng có thể đứng đầu cả một ban hội sao? Người như anh thì làm sao mà không được? Là một kẻ bất nhân bất nghĩa đó. Cái chết của lão đại chắc chắn là do anh gây ra chứ gì? Thì sao? Chẳng phải lúc nào em cũng muốn một người đứng đầu ở bên cạnh em hả? Nhưng mà bằng thực lực chứ không phải kẻ tiểu nhân hèn hạ. Cô im đi. Cô có biết là tôi làm tất cả mọi chuyện là vì cô không? Người như anh thì dù có chết tôi cũng không đồng ý đâu. Cô không có quyền từ chối. Cô phải là của tôi. Buông tôi ra. Anh điên rồi. Đứng ra. Buông tôi ra. Những gì của gia này muốn phải có cho bằng được. Vô. Hôm nay ai ngoan hơn thì sẽ được thưởng nhiều. Ai muốn được thưởng nhiều nè? Lần này có trời mới cứu được mày. Hôm nay mà tao không lấy cái mạng chó của mày, tao không phải là gia bảo. Tại mày, tại mày mà anh Lâm mới phải chết như thế. Mày với nó đúng là cá mè một lứa, đều muốn giết tao. Nhưng mà đâu có được. Nếu không nó đâu có chết. Giỏi. Vô nào mấy đứa, cạn ly với anh nha. Đứa bé đã mất, không thể cứu được nữa. Tôi rất tiếc. Nó đâu? Tụi bay đưa nó vô đây.
Đứng lên mày. Má mẹ gì con kia? Má đuổi mày. Đứng lên. Nhìn thẳng mắt tao nè. Tại sao mày làm như vậy? Hả? Dạ. Lúc đó con... Mày nín đi. Con cái gì? Trước khi mày vô cái Lan Quế Phường thì Điệp Liên Tú nó đã dạy mày những gì? Mày nhớ không? Tốt. Dạ. Mày nói lại cho tao nghe. Điều thứ nhất, không được ra khỏi Lan Quế Phường khi chưa có sự đồng ý của Mama. Điều thứ hai, không được đi chơi riêng với khách. Và điều tối kỵ nhất, không được chơi hàng cấm mà chưa rủ hai chị em mình. Là không được chơi hàng cấm. Thế đây mày. Vậy thì tại sao mà mày quên hết những cái lời tao đã dạy mày hả mày? Hả mày? Má ơi, lúc đó con xịn quá. Tụi nó ép con. Cái gì? Con không biết nhớ đó. Tội nghiệp mày quá ha. Mày xịn hả mày? Mày xỉn, mày mất lý trí. Mày không còn nhớ cái gì hết. Kể cả cái luật của Lan Quế Phường này. Mày xỉn tới mức độ mà mày còn nhớ mày nhét tiền vô người rồi về đây mày giếm luôn hả mày? Hả mày? Hả mày? Cái con! Má ơi! Tú! Dạ. Lấy cái bình nước sôi đây cho tao. Má ơi! Má ơi! Má ơi! Đang vào sôi lửa bỏng nấu mì ăn hả? Má ơi! Má của mặt mày đó! Má ơi! Tha con má ơi! Má ơi! Tha con đi mà! Con xin má đó má ơi! Biết lỗi rồi hả con? Cái này là tấm gương cho anh mày ha, cũng như là tất cả những con đứng ở tại đây nghe chưa. Còn một lần nữa, sau này mà ăn chặn tiền của tao, cái mặt mày thua cái đồ trẻ cho mày. Đứng lên mày. Má thương, má không có làm gì con hết á. Cái tội chết má tha, nhưng mà cái tội sống á không có tha được. Kể từ ngày hôm nay, mày phải chùi hết tất cả các nhà vệ sinh cũng như là cầu tiêu ở trong chỗ này cho tao nghe chưa. Dạ. Yeah. Và kể từ bây giờ, mày tháo cái lớp áo đỏ này ra, thay cái bộ đồ hồng vô cho tao. Mà nhớ, không có được mặc đồ sạch nha mày. Mày mặc đồ dơ của tụi nó đó. Nghe chưa? Dạ nghe. Biết. Chắc nó mặc đồ dơ thúi lắm chị ha. Còn tụi bay nữa, trơ mắt ra nhìn tao hả? Bài học của tụi bay đó. Biết. Mày ghê nó. Ăn của tao mà giếm tiền tao hả? Đồ chó mà. Chị đừng có giận nữa. Chị giận cái mặt chị nọng lắm á. Thì mày á tao. Đứa bé đã mất, không thể cứu được nữa. Tôi rất tiếc. Thôi tụi bay ơi, hãy tử thế rồi kìa. Ủa? Anh Thái Tử. Trời ơi, quý quá. Vô uống với em vài ly đi anh. Lâu lâu mới có dịp anh em gặp nhau. Đi, em mời, hôm nay em mời hết. Để khác em. Dạ. Ông anh à. Sao anh? Mình đã què rồi á. Bớt ăn chơi lại, nó không có tốt cho sức khỏe rồi. Dạ. Anh, em xin phép qua tiếp Thái Tử xíu nha. Biến mẹ mày đi. Khi mình đã là đệ nhất kỹ nữ thì ngoài cái chuyện tiền tài tụi con có thì trong tay tụi con sẽ có nắm rất là nhiều quyền lực. Và đối tượng khách của các con lúc đó không phải là người bình thường, mà là người cao cấp, là người có địa vị trong xã hội. Và nếu như may mắn thì đệ nhất kỹ nữ sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình.
biến hết. Cái gì mà nhìn? À đồ. Kiểu gì? Con muốn làm kỹ nữ. Đồ. Đồ đồ. Nói thiệt nói chơi con gái. Con nói thiệt đúng không? Trời ơi, thiệt luôn á, ngày hôm nay má thấy vui á à. Biết sao không, con á mà có ý muốn làm á thì lúc nào má cũng sẵn sàng hết. Con có biết không, từ hồi mà con mới bước vô cái Lan Quý Phường này nè, là tự nhiên má có một cái linh tính á, là sẽ có một ngày con sẽ là một cái nhân tố bí ẩn mà phải nổi trội nhất ở đây. Trời ơi, con ơi, con chắc rồi đúng không? Tú, dắt Hồng khoan. Trước khi mà mình làm một kỹ nữ chuyên nghiệp á thì mình phải đặt một cái tên gì đó sang sang xíu, chứ tên Hồng nó bị sến á. Sến giống chị đó chị Hường. Sến mẹ mày, sến ba mày, sến cả bà nội mày. Mày nghĩ sao vậy hả? Tên tao sang vậy, tên Hường, một cái tên nhìn vô một cái là thấy cái màu nó tươi tắn liền à. Nè, Lan Quế Phường, đáng lý ra đặt là Lan Quế Hường, nhưng mà kỵ quý, hiểu không? Sợ mỗi lần ta kêu tên cái kỵ quý của chị phải đổi là Phường nha. À dạ. Sang. Dạ sang, sang tên gì sang? Hồng. Hồng gì ta? Hồng gì? Hồng giòn. Hồng giòn. Hồng giòn ăn vô nó ngon, nhưng mà chưa chín thì nó chát. Hồng gì ta? Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi đó không được. Trời ơi, cái đứa nó phun lửa nóng. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị không hạp quả. Để coi Hồng. Hồng gì vậy chị? À. Xoay 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 vào mắt coi, xoay vào mắt coi. Sau khi con bé xoay một vòng chị mới có ý tưởng. Con ơi, con đẹp lắm. Tướng con là tướng quý nhân, con là tướng sang cả. Khi bước vô đây rồi, má phải đặt tên gì đó cho nó dương giả, cho nó thiệt giàu có, để cuộc sống con sau này con được nhờ. Hồng. Hồng Mẫu Đơn. Dạ, Hồng Mẫu Đơn, cảm ơn má. Được lắm con gái à, rất chuyên nghiệp. Tú. Dạ. Dắt bé Hồng Mẫu Đơn vào trong đào tạo thành một kỹ nữ chuyên nghiệp cho chị. Đó là việc của em mà, chị yên tâm. Theo chị. Ôi ôi, nó đẹp kìa. Trời ơi, bởi vì người ta nói là trong cái rủi nó có cái xui. Ê lộn, trong cái rủi nó có cái mài chốt đơn. Chị. Gì? Mình học được chưa? Học hành gì? Mẹ không thấy chị đang bận chơi game hay sao? Đợi chị tí đi em. Chứ chơi game gì mà chăm chú quá vậy? Thì chứ chơi cái game trên app Sky Membership nè. À, chơi game ảo nhận quà thật đó hả? Ủa, em cũng biết game này nữa hả? Trước đây em cũng có quen một người bạn thích chơi game trên app Kai này nè. Ê đợi chơi xíu nha, chứ quay cái vòng quay may mắn cái rồi chứ dạy cho mày nghe. Đợi chơi xíu. Dạ. Trời ơi, chị trúng 5 Kai rồi nè. Lát chị lấy Kai đổi cạc điện thoại, gọi điện cho Crut của chế mới được. Rồi dạy được rồi đó, đi chơi. Vô đi mấy đứa. Lẹ lên mấy em, tác phong cho nhanh nhẹn quá nè. Rồi, ngày hôm nay đó là có một thành viên mới, cho nên là chị phải dạy lại cho em những cái bài học để em có kinh nghiệm mà làm nghề nha. Chúng ta sẽ trải qua hai bài học. Và bài học đầu tiên đó là bài học xe chỉ luồn kim. Đúng rồi. Đây. Biết tại sao chị đưa cái này ra không? Đây là 10 sợi chỉ cũng như là 10 cây kim. Trong vòng 3 phút em phải xỏ kim vào đó và thêu thành một bức tranh thật là đẹp, thật là sang,
Tại vì sao Chí bắt như vậy? Em đang nghĩ là nó dễ dàng lắm đúng không? Không, sai rồi. Rất khó. Bởi vì sao? Khi các em thêu bức tranh tuyệt đẹp thì bàn tay các em sẽ trở nên uyển chuyển, điêu luyện hơn khi tiếp xúc với đàn ông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa đó là khi mà tiếp xúc với đàn ông đó, bàn tay của tụi em sẽ trở nên mềm mại. Nào, bắt đầu đi. Em làm xong rồi nè. Ủa gái ơi, tính ra là em không có tôn trọng Chí luôn á bé. Em phải thủng thẳng em làm chứ. Con bé này thiệt là. Ôi chú cho mẹ ơi, các em nhìn nè. Đẹp ghê chưa? Vậy là có tố chất. Có tố chất. Mấy cái này dễ ẹt mà. Vậy thì bài học đầu tiên coi như em đã vượt qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài học thứ hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai. Bài học mang tên cảm xúc. Cảm xúc là sao chứ? Từ từ, chị sẽ nói cho em nghe. Con bé cứ vội vàng quá à. Bởi vì sao chứ nói như vậy? Bởi vì cảm xúc là điều rất quan trọng để quyết định nên sự thăng hoa của một người đàn ông. Và hơn hết là nó sẽ quyết định người ta có đến đây người ta tìm gặp em ở lần thứ hai hay không. Chứ nếu mà em không có cảm xúc đó là người ta đi luôn mãi mãi chẳng quay về đâu bé. Vậy làm sao để mình có thể nắm giữ được cảm xúc của người đàn ông? Đây, chị sẽ dạy ngay cho em đây. Bài học cảm xúc đó nó liên quan tới tai. Tiên nữ thổi vi vu. Và bây giờ coi chứ làm nha. To tò te tên là ban kèn hơi. To là to te tí. Con nào muốn chơi mau vào đây thổi kèn anh nhé. Em nhìn em đang suy nghĩ là dễ lắm đúng không? Với cái năng lực của em thì chỉ nghĩ chắc phải học 2 tháng đó bé. Thôi nhưng mà không sao, cứ thử đi rồi có gì chứ dạy cho nha. Thử đi em. Tiên nữ thổi vi vu. Quá em ơi. Tụi mấy đứa nhìn mà học hỏi nghe chưa. Nói chung là bây giờ chứ không còn con mẹ gì để dạy em được nữa rồi. Bây giờ chứ dẫn em đi gặp bà mama liền. Đi em. Thật chứ.